Có kênh trực tiếp và kênh gián tiếp đúng không? Thì chúng ta có thể xem là một cái kênh ngắn và một cái kênh dài. Thì mỗi kênh như vậy nó sẽ có những cái đặc điểm riêng, nó có những cái ưu điểm và có những cái nhược điểm riêng, mà nó sẽ phù hợp với lại một đặc thù những cái sản phẩm hoặc là một cái ngành kinh doanh hoặc là cái đặc điểm về thị trường, về khách hàng ở các cái công ty khác nhau. Cô lấy ví dụ như là đối với hàng hóa tiêu dùng á các bạn, thì thường là chúng ta phải dùng cái những cái kênh dài. Cái kênh dài đây tất nhiên nó là gián tiếp rồi đúng không ạ, nhưng mà nó rất là dài, thậm chí là doanh nghiệp sẽ mất kiểm soát ở một cái cấp nào đó nhưng mà nó vẫn tiếp tục trải dài ra phía sau. Cô lấy ví dụ nè, doanh nghiệp kiểm soát được kênh phân phối khi nào? Khi mình có thể tham gia vào, đúng không? Khi mình có thể tham gia vào, tức là các bạn làm việc qua nhà phân phối hoặc là các bạn là qua nhà bán sỉ xong rồi qua nhà bán lẻ đúng không ạ, và bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Còn tới là nhân viên của chúng ta, công ty của chúng ta chỉ chịu trách nhiệm bán hàng cho ai? Cho người bán lẻ thôi. Và cái người bán lẻ này nè, họ sẽ bán cái hàng hóa nó ra, và cái người mua nó có thể có những cái trường hợp mà họ mua về họ không phải là để sử dụng, mà họ mua về để họ tiếp tục bán. Ví dụ như các bạn thấy những cái thị trường ở xa hoặc là ở quê chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy được cái trường hợp này rất là nhiều. Đó là cô lấy ví dụ như là các bạn đi về những cái làng quê xa hoặc là xa đó, thì một cái bà nào ở trong cái xóm đó đó, bà sẽ chạy ra một gọi là chạy ra một cái xã nào ở gần đó, bà sẽ mua nào là snack ha, rồi nào là một vài chai nước ngọt, rồi mua điếu thuốc lá, mua một gói thuốc lá. Nói chung là bà mua lẻ thôi các bạn, chứ bà không có mua 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 sỉ tại tại nhà phân phối được hoặc là nhà bán sỉ được, tại vì những cái người ở trong làng họ bán cái số lượng rất là ít, đồng thời là giờ họ 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 không có đủ tiền để mà lấy cái số lượng lớn, cho nên là họ mua lẻ ở đó và họ về họ lại không sử dụng. Nhưng mà ví dụ chiều kê cái bàn ra đằng trước ngay chỗ góc đa họ ngồi và họ bán đúng không ạ, đó là gì, cái quá trình vẫn tiếp diễn cái chuỗi phân phối của doanh nghiệp đó, nhưng mà tới bán lẻ, tới cái quán tạp hóa mà ở xã đó đó là doanh nghiệp mất kiểm soát rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận cái điều này đúng không? Bởi vì cái đặc thù của hàng hóa tiêu dùng á, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái kênh dài. Bởi vì cái ưu điểm của kênh dài là nó như là những cái cánh tay vậy đó, nó vươn tới các cái thị trường xa, và những cái kênh dài này nè, những cái đối tượng tham gia ở các cái cấp của kênh nó rất là đa dạng. Ví dụ như là các bạn thấy là nhà bán sỉ, nhưng mà nhà bán sỉ cấp 1, rồi nhà bán sỉ cấp 2 tức là nó nhỏ hơn, xong rồi nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ thì rất nhiều hình thức khác nhau đúng không, mini mart có nè, Bách Hóa có nè, rồi là những cái điểm bán nhỏ lẻ có nè, tức là những cái cửa hàng tạp hóa nhỏ đó, rồi những cái xe bán hàng là các bạn thấy, ví dụ như là người ta có cái tủ thuốc lá đúng không, đẩy 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 đi để bán, rất nhiều hình thức khác nhau. Như vậy thì cái độ bao phủ thị trường và cái tầm vươn xa của cái kênh nó sẽ rất là hiệu quả. Tuy nhiên là như nhóm trình bày đó, cái kênh càng dài thì doanh nghiệp sẽ càng mất cái khả năng kiểm soát của mình đúng không, ví dụ như kiểm soát về chất lượng hàng hóa nè, kiểm soát về về giá cả nè, rồi là thậm chí là kiểm soát về những cái vấn đề liên quan tới việc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Ví dụ như là hàng hết hàng người ta vẫn bán, hoặc là người ta bán đội giá lên, ví dụ như cái bà hồi nãy mua về xóm của bà bán mà mua 10 ngàn mà bán 15 ngàn đúng không, ví dụ như vậy. Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng những cái kênh như vậy trong một số những cái trường hợp là cái thị trường của chúng ta nó nằm xa, nằm rải rác. Bởi vì là sao ạ, bởi vì cái kênh phân phối trực tiếp đó, nó chỉ phù hợp trong một cái thị trường nhỏ thôi, nhỏ về khu vực địa lý. Bởi vì là nếu như cái thị trường của chúng ta mà nó ra quá rộng về mặt địa lý thì nó dẫn tới cái trường hợp là chúng ta sẽ tốn rất nhiều chi phí bán hàng và phân phối, tức là các bạn phải chở hàng tới hoặc là các bạn phải cử nhân viên các bạn bán hàng trực tiếp cho khách hàng của mình. Thế thì và cái kênh mà kênh trực tiếp thì các bạn hay sử thấy sử dụng ở đâu ạ? Sử dụng ở một số những cái sản phẩm mà gọi là có thể là có giá trị lớn đúng không ạ, rồi là hàng quá cồng kềnh mà rất là khó vận chuyển qua các cái trung gian, có cái sự tham gia giữa hai bên mua và bán nhiều, tức là thương lượng về giá cả, chức năng rồi tư vấn vân vân đúng không? Ví dụ như là bây giờ cô muốn mua một cái máy gì, ví dụ như là
một cái máy móc gì đó, ví dụ như là cô muốn làm, cô mở một cái xưởng, một cái quán cà phê đi, và cô muốn là cô tự rang cà phê và cô bán luôn cái hạt cà phê ra ngoài. Bây giờ cô muốn mua một cái máy rang cà phê thì có thể là cô sẽ đi xuống cái công ty cung cấp cái máy cà phê đó để cô mua, bởi vì cô phải lựa chọn rất là kỹ, số tiền bỏ ra cũng rất là nhiều, rồi cái tương tác về hướng dẫn sử dụng, rồi chế độ về bảo hành vân vân, rất là nhiều thứ, và cái máy nó cũng rất là to, đúng không ạ? Vậy thì có những cái trường hợp mà chúng ta phải sử dụng kênh trực tiếp nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi ví dụ như là hàng mà các bạn kinh doanh business to business đó, khách hàng là tổ chức đó, thì thường là người ta cũng không sử dụng kênh gián tiếp, bởi vì business to business thì cái lượng hàng mình bán ra rất là nhiều, cho nên là nếu chúng ta sử dụng trung gian thì các bạn cứ tưởng tượng là mỗi một trung gian vậy thì nó cũng phải làm gì ạ? Nó cũng phải có cái kho, nó chứa một lượng hàng rất là nhiều ở đó, vậy thì chúng ta sẽ bị tăng cái chi phí, đúng không? Tức là chi phí của cả hai bên luôn á, cái chi phí ở đây là chi phí rủi ro này, chi phí về vốn lưu động này, đúng không ạ? Và rất là mất tốn thời gian cũng như là chi phí về về diện tích, về kho bãi, về lưu trữ, cho nên là người ta thường là làm việc trực tiếp và giao dịch trực tiếp với nhau. Thì thật ra là chúng ta sẽ tùy theo từng cái loại mặt hàng. Ví dụ như hàng rau củ quả của các bạn chẳng hạn, bây giờ bảo là em là kênh dài qua nhiều trung gian lắm, cái nội cái công chúng ta vận chuyển thôi nó đã hư rồi, đúng chưa? Cho nên là chúng ta phải có những cái cân nhắc trong việc sử dụng những cái kênh này. Rồi đó là về cái vấn đề là kênh nhắn ngắn hay kênh dài. Hồi nãy thì cô có lưu lại một cái nội dung của bạn nào? Lúc đó bạn nào đang thuyết trình nhỉ? Cái phần đó là cái phần mục tiêu thiết kế kênh rồi ha, thì cái phần đó để sẽ nói sau với các bạn đi, tới lúc đó sẽ nói luôn đỡ nhập nhằng. Thì ở đây khi mà chúng ta thiết kế một cái kênh, tức là cái căn cứ để mà chúng ta thiết kế cái kênh đó, thì các bạn sẽ thấy như thế này, có những công ty người ta tự thiết kế một cái kênh phân phối của mình thôi, ví dụ như là Vinmart chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi ví dụ như là các bạn, tức là các bạn cứ tưởng tượng là các bạn tự tự mở một cái chuỗi cửa hàng ra để mà các bạn bán, các bạn kinh doanh, chứ các bạn không có sử dụng trung gian, đúng không? Tức là các bạn sử dụng một hệ thống kênh phân phối nhưng do công ty sở hữu, đúng không? Do công ty sở hữu, chứ chúng ta không có sử dụng và đưa cái sự tham gia của các tổ chức cá nhân bên ngoài vào trong cái hệ thống kênh của mình. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái phương thức này thì cái ưu điểm của nó đó là gì ạ? Chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn kênh của mình, đúng không? Mình tự mở ra mà, mình tự bán mà. Mình tự mở ra, mình tự bán, rồi là mình tự kiểm soát về chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa, rồi là mình cũng phải tự thuê nhân viên, mình cũng phải tự tìm kiếm cái cơ sở vật chất và xây dựng cơ sở vật chất và quản lý hết những cái thứ đó. Thì các bạn thấy là đi song song với việc là chúng ta có thể kiểm soát được đó, thì mình còn có một cái nhược điểm, đúng không? Tốn kém rất là nhiều chi phí, tại vì không thể nào mà một cái doanh nghiệp nào có đủ khả năng mà mở rất là nhiều các cửa hàng ở nhiều nơi như vậy cả. Thì các bạn thấy ví dụ như là ở Vinmart là một hình thức kinh doanh, tức là không phải là nó chỉ bán cái sản phẩm của nó mà nó là kinh doanh theo cái kiểu là mở chuỗi cửa hàng ra, mở cửa hàng lẻ ra, xong rồi lấy hàng của những cái người khác vào để bán nó. Ví dụ vô trong đó các bạn có thể mua được của Vinamilk, mua được của OMO, mua được của Thai, mua được của rất là nhiều các cái brand khác nhau, đúng không? Như vậy thì ở đây là một cái mạng lưới sở hữu của một công ty, nhưng mà nó không phải là bán cái sản phẩm của công ty mình không, mà nó lấy hàng của các công ty khác vào nữa. Tuy nhiên thì có những cái công ty mà người ta tự thiết lập cửa hàng cho mình,
ví dụ như là Apple ở Mỹ chẳng hạn, thì các cái cửa hàng của Apple thuộc quyền sở hữu của nó hết, chứ nó không có trung gian nha các bạn ha. Thì đó là cũng là một hình thức công ty phân phối trực tiếp, phân phối trực tiếp tại cửa hàng bán lẻ của công ty chứ không qua trung gian nào cả. Rồi lúc nãy khi nói về các cái thành phần tham gia vào kênh phân phối đó, thì nhóm cũng có nói đến cái việc là nhà bán sỉ và nhà bán lẻ. Thì nhà bán sỉ có đôi khi họ khống chế được cái thị trường của mình, khống chế thị trường, khống chế về khách hàng, khống chế về giá, thậm chí là khống chế luôn cả nguồn hàng nếu như họ độc quyền và không có một cái ràng buộc gì cả. Nhà bán sỉ, mô hình nhà bán sỉ thì đó là mô hình mà doanh nghiệp chúng ta mua đứt bán đoạn, bán thẳng cho họ luôn, bán cho họ luôn, và họ phải trả tiền cho mình, và hàng đó họ ôm về, họ tự họ xử lý, họ bán. Vậy thì cái mô hình nhà bán sỉ này đó, thì nếu như không có cạnh tranh á, thì họ sẽ vô tư họ đặt một, họ xét một cái mức giá nào đó mà họ cảm thấy họ lời nhiều nhất, đúng không ạ? Ví dụ như ở Đà Lạt này nè, chỉ có cô là một người gọi là mua 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 sỉ về đó, cô nhập hàng từ từ đâu về không biết, từ Sài Gòn, Hà Nội hay từ Trung Quốc hay từ một nước nào đó về, và duy nhất một cái sản phẩm đó, và chỉ có cô ở đây và cô bán được thôi. Như vậy thì các nhà bán lẻ sẽ phụ thuộc vào cô, đúng không ạ? Rồi cô có thể, tại vì không có cạnh tranh nên cô có thể set up cái giá nó cao hơn, đồng thời cô sẽ thiết lập được cái mối quan hệ giữa cô và những điểm bán lẻ, tức là họ sẽ làm ăn lâu dài với cô và họ chỉ biết ở chỗ cô thôi. Và khi mà cô dở quẻ một cái, cô lấy nguồn hàng khác, cô không lấy cái brand này nữa, cô không lấy hàng của công ty A này nữa, thì công ty A này mất cái thị trường ở Đà Lạt luôn, tại vì họ không có một cái chân, một cái rễ, một cái gì họ chĩa vào để mà họ kiểm soát được hết á. Bởi vì là mang tiếng là sản phẩm của mình có mặt ở thành phố Đà Lạt, nhưng mà nó bị kiểm soát bởi ai? Bị kiểm soát bởi cô là nhà bán sỉ. Mà cô không bán nữa thì thôi, mà cô bán giá cao đó là quyền của cô, không có kiểm soát được. Đó là cái phương thức mua đứt bán đoạn. Rồi đó là giải thích cho các bạn là tại sao là chúng ta là có cái câu nói là nhà bán sỉ là rất là dễ chi phối thị trường đó. Mà công ty, một cái ưu điểm của nhà bán sỉ thì các bạn thấy là hồi nãy cô nói với các bạn là nó hoạt động theo hình thức mua đứt bán đoạn, tức là gì? Tức là mua là phải trả tiền ngay, nhập hàng về là phải trả tiền ngay cho bên bán. Vậy thì cái vấn đề về tài chính của chúng ta rất là dễ chịu, bởi vì là mình đưa hàng cho họ, mình cầm tiền về luôn, cái vòng quay vốn của mình rất là nhanh, đúng không? Nhưng mà mình mất quyền kiểm soát rất là nhiều về giá cả, về thị trường, về chất lượng sản phẩm. Và một cái điều nữa, đó là cái ưu điểm của cái kênh mà kênh trực tiếp đó, là các bạn không có sợ hàng giả hàng nhái ha. Nhưng mà sử dụng kênh gián tiếp đó, thì mình phải kiểm soát cái vấn đề về hàng giả hàng nhái nữa, tức là mình mất cái sự kiểm soát về cái nguồn hàng và cái việc nhập hàng trên thị trường. Ví dụ như cô nhập hàng của các bạn về là thương hiệu của các bạn, xong được cô làm, cô tự cô làm ra một cái tương tự như vậy và cô cũng bán trộn vô nó, kinh nghiệm không kiểm soát được hết, đúng không? Rồi đó là một số vấn đề liên quan tới cái việc còn một cái thị trường nữa của chúng ta, đó là thị trường hiện đại, đúng không? Bởi vì là các cái doanh nghiệp hiện nay là người ta rất là quan tâm tới việc phát triển cái kênh gọi là kênh bán hàng hiện đại. Tức là hôm bữa ở chương 1 cô giải thích với các bạn là gì ạ? Ví dụ như trong những cái hệ thống siêu thị và siêu thị mini ở cái kích cỡ là khoảng cỡ 3 máy tính tiền trở lên thì gọi là thị trường hiện đại. Thì thật ra nó cái siêu thị đó vẫn là nhà bán gì các bạn, bán sỉ hay bán lẻ ạ? Siêu thị vẫn là nhà bán lẻ chứ nó không bán sỉ, bởi vì là người tiêu dùng phải mua hàng hóa với một mức giá dành cho người tiêu dùng cuối cùng, chứ không có được mua với một mức giá là nó rẻ hơn, cho nên nó vẫn là nhà bán lẻ. Tuy nhiên là có một số công ty đó các bạn, người ta có thiết kế song song hai cái kênh cho hai cái thị trường này. Ví dụ như là hàng hóa sẽ được chuyển trực tiếp từ công ty lên siêu thị. Mà hiểu ý cô mà, cái Coca-Cola nó sẽ chuyển thẳng, nó sẽ đưa nguyên một chiếc xe chở Coca-Cola lên nhập vào siêu thị Bixi để bán. Đó là nó đang bán trực tiếp mà các bạn, trực tiếp từ công ty tới điểm bán lẻ, đúng chưa? Qua một cấp thôi, qua một cấp là siêu thị bán lẻ thôi. Rồi
Còn cái kênh hàng hóa lẻ đó, cái kênh ở những cái tiệm khác mà các bạn có thể mua được đó, nó là kênh hai cấp. Nó là gì? Coca-Cola nhập hàng lên các hệ các gọi là trung gian là nhà phân phối tại thành phố Đà Lạt, và nhà phân phối này sẽ bán ra cho các điểm bán lẻ đó, và hai kênh này nó tách rời nhau, nó quản lý tách rời nhau ha. Một kênh là một cấp, một kênh là hai cấp. Cái vấn đề về luân chuyển hàng hóa, về làm việc, về luân chuyển thanh toán và cái dòng lưu chuyển về marketing vân vân, nó đều tách biệt với nhau chứ nó không có dính lại với nhau. Nhưng có những công ty thì nó cũng sáp nhập chung lại luôn, tức là xem hệ thống siêu thị, tức là thị trường hiện đại, như là một điểm bán lẻ bình thường. Thì tùy theo cái lượng hàng cũng như là những cái chính sách riêng của công ty đó cho những cái đối tác này mà công ty sẽ lựa chọn là tách biệt hay là không tách biệt. Ví dụ một cái lượng hàng lớn đúng không ạ, thì các bạn có thể là qua nhà phân phối rồi mới tới bên này thì nó phức tạp quá. Đồng thời là chúng ta có những cái chính sách riêng, ví dụ là siêu thị đó yêu cầu là chúng ta phải dán những cái nhãn mác làm riêng ha, dán những cái nhãn riêng cho nó trên cái dòng sản phẩm nó để nó bán vào trong siêu thị của nó. Thì có thể là cái sự khác biệt ở trong sản phẩm là sự khác biệt về giá, rồi là cái số lượng đủ nhiều thì chúng ta có thể thiết là một kênh riêng luôn, kênh trực tiếp bán từ công ty tới cho siêu thị luôn. Còn nếu như là mặc dù là siêu thị nhưng mà các bạn thấy là đâu phải siêu thị nào cũng tiêu thụ hàng của mình nhanh đâu đúng không, có thể là người ta cũng nhập vào, ví dụ như mỗi lần nhập như vậy chỉ cũng chục thùng thôi thì không thể nào vận chuyển được ha, hoặc thậm chí là 50 thùng thì cũng ít, thì chúng ta đẩy qua nhà phân phối luôn rồi phân phối lại. Vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được những cái chi phí về quản lý, những cái chi phí về nhân viên bán hàng, chi phí về vận chuyển vân vân. Đó thì tùy ha, tùy theo cái điều kiện kinh doanh và cái đặc điểm cụ thể như thế nào mà chúng ta có thể lựa chọn ha, chúng ta có thể lựa chọn xem thử là chúng ta tách bạch nó ra hay chúng ta ẩn nó vô. Các công ty lớn hiện nay thì họ rất là quan tâm tới cái thị trường hiện đại, bởi vì đó là một cái thị trường thu hút rất là nhiều khách hàng đến và là một nơi mà họ có thể dễ dàng xây dựng thương hiệu cũng như là nền tảng cho ở những cái giai đoạn giới thiệu và phát triển sản phẩm, bởi vì nó tập trung rất là nhiều người và trưng bày điều kiện về không gian, về trưng bày hàng hóa, thời gian đi mua sắm của người tiêu dùng cũng sẽ thuận tiện hơn. Đã họ ra thì các bạn thấy là đi dạo ở trong siêu thị á, thì mình đi dạo xong rồi mình nhìn ngó cái này, mình nhìn ngó cái gì, mình phát hiện ra à cái này là cái brand mới này, cái này sản phẩm mới này ha, có mua thử hay không, không mua thử gì đó thì không biết, mua hay không gì đó không biết, nhưng doanh nghiệp cũng đã đạt được một cái mục tiêu là gì ạ? Khách hàng nó biết tới cái sản phẩm của mình, nó thấy rồi đó, là một cái nơi mà mình tập trung. Đồng thời là ở siêu thị thì cũng thu hút được nhiều khách hàng và cái tần suất mua sắm cao, cho nên là thường thì nếu mà tổ chức những cái gọi là những cái bootcamp bán hàng ha, hoặc là những cái hội chợ giới thiệu sản phẩm hoặc là dùng thử sản phẩm gì đó, gọi là một cái chương trình marketing bán hàng nào đó, thì cũng cũng sẽ dễ dàng tổ chức ở cái điểm bán hàng cái thị trường hiện đại hơn là các bạn tổ chức ở những cái điểm bán lẻ, bởi vì nó không thu hút được nhiều người, sẽ gây tốn kém chi phí của mình. Rồi là có thể là ở cái thị trường là hiện đại đó thì chúng ta còn có nhân viên bán hàng của mình túc trực tại siêu thị nữa. Thì các bạn thấy là để mà có thể cạnh tranh được đó thì có nhân viên giới thiệu sản phẩm của công ty mình đứng ở trong siêu thị làm việc nữa để có thể thu hút được khách hàng và tư vấn cho khách hàng. Mặc dù siêu thị thì các bạn sẽ nói dưới hình thức là tự chọn đúng không, tự mua sắm á, tự mua sắm tự túc á, nhưng mà người ta vẫn cài nhân viên bán hàng của mình vào để mà tư vấn cho khách hàng hoặc là giới thiệu cho khách hàng những cái chương trình khuyến mãi, bởi vì cái độ cạnh tranh nó rất là nhiều và nhiều cái brand ở trong đó, cho nên là khách hàng không phân biệt được brand nào là brand nào. Thì lúc này có chương trình khuyến mãi gì đó thì có thể là giới thiệu chúng ta. Vậy thì cái vấn đề về quản lý về kho, nguồn hàng, tổ chức hoạt động bán hàng nó cũng sẽ hơi khác thị trường truyền thống một chút, cho nên hầu hết các cái công ty á, người ta sẽ có một cái đội ngũ bán hàng riêng cho cái thị trường hiện đại và một cái đội ngũ bán hàng riêng cho thị trường truyền thống, đúng không? Mặc dù là ví dụ như là hàng hóa nó ở dưới một cái trướng là một nhà phân phối đi chăng nữa đó, nhưng mà cái đội bán hàng nó vẫn tách biệt ra, bởi vì là cái đặc thù trong cái hoạt động bán hàng nó sẽ khác nhau ở hai cái thị trường này.
Thì khi mà chúng ta thiết lập một cái kênh phân phối đó thì chúng ta sẽ kết hợp những cái yếu tố như nhóm trình bày về lý thuyết, như nhóm trình bày cũng như là cô vừa mới nêu thêm cho các bạn. Ví dụ như là chúng ta có thể dựa theo đặc điểm sản phẩm hoặc là tính năng hoặc là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như là hồi nãy thì nhóm có thuyết trình là xác định mục tiêu thiết kế kênh đó, thì có bốn mục tiêu về kinh tế, kiểm soát, thích ứng và danh tiếng. Thì ví dụ mục tiêu về kinh tế có nghĩa là làm thế nào để thiết kế một cái kênh mà chúng ta có thể thu được nhiều tiền nhất, tức là tiếp cận với khách hàng tốt nhất mà có doanh thu cao nhất. Rồi ví dụ như là mục tiêu về kiểm soát, tức là các bạn thiết kế ra một cái kênh, thiết kế ra một cái kênh, nhưng mà cái kênh này không phải là cái kênh trọng điểm để mà các bạn bán hàng, mà là các bạn muốn kiểm soát thôi. Ví dụ như là cô vẫn kinh doanh qua cái hình thức đó là kênh dài ở thành phố Đà Lạt, qua các cái điểm outlet là điểm bán lẻ bình thường, hoặc là qua nhà phân phối, hoặc là giao qua nhà bán sỉ, nhưng cô vẫn đặt ở thị trường thành phố Đà Lạt một cái cửa hàng trực thuộc công ty nhỏ nhỏ, gọi là gian hàng giới thiệu sản phẩm của công ty. Và ở đó thì rất ít người vào mua, bởi vì cô chỉ trưng bày cái sản phẩm của công ty mình thôi, ví dụ như sữa Vinamilk, hoặc là một cái sản phẩm ví dụ như là nước xăng, nước mắm Chinsu xô chẳng hạn, ví dụ như thế ha. Thì tại sao ít người mua? Bởi vì những cái hàng đó người ta thích đi mua ở những cái nơi mà một nơi người ta có thể mua được rất nhiều các loại hàng để mà tiết kiệm được cái chi phí của họ, thời gian. Cho nên là ít khi họ vô mua lắm, nhưng mà cô vẫn phải mở ra để chi, để kiểm soát cái thị trường này. Tức là kiểm soát về mức giá này, tức là khi mình có một cái cửa hàng đó, mình set up cái mức giá đó thì cũng là tạo ra một cái sự cạnh tranh và kiểm soát được giá ở cái cửa hàng khác rồi. Thứ hai nữa là mình âm thầm lặng lẽ mình kiểm soát cái thị trường này, tức là bây giờ nó không lấy hàng của mình đi chăng nữa, mình mất cái hệ thống kênh này thì mình vẫn còn một một cái gì ạ, một cái cửa hàng ở đó để mình gây dựng nên chẳng hạn. Rồi là ví dụ như là mục tiêu về danh tiếng chẳng hạn, hoặc là mục tiêu về về thích ứng, về cạnh tranh, thì các bạn đặt mỗi cửa hàng đó không phải là vì doanh số, vì là đó là phải có khách hàng mục tiêu, nhưng vì đối thủ cạnh tranh mình nó ở đó cho nên bắt buộc mình cũng phải ở đó. Hoặc là các bạn xây dựng một cái cửa hàng để xây dựng thương hiệu, để tạo ra một cái sức mạnh thương hiệu, thương hiệu của tôi cũng đã có mặt ở đây rồi, tuy nhiên là không phải mục tiêu về kinh tế. Có thể là các bạn run up cái cửa hàng đó nó không lời nhiều, thậm chí là nó hòa vốn thôi, nhưng vẫn phải duy trì với mục tiêu là xây dựng thương hiệu. Thì tùy vào từng cái mục tiêu riêng mà chúng ta có thể lựa chọn cái kênh phân phối như thế nào cho nó phù hợp và những cái thành phần tham gia vào, đúng không ạ? Đó, rồi là chúng ta cũng phải quan tâm tới gì các bạn, cái khả năng tài chính của doanh nghiệp nữa chứ không. Ví dụ như là ở cái mạng lưới bán hàng của chúng ta đòi hỏi nhiều về nhân sự, ví dụ bán hàng qua kênh phân phối các bạn cũng phải có nhiều nhiều nhân sự lắm chứ, để đi bán hàng và nhập phân phối. Rồi là cơ sở vật chất nè, xúc tiến bán nè, thì chúng ta phải có cái khả năng để chi trả. Thì thông thường ở các cái doanh nghiệp đầu tiên người ta ra đó, người ta không có phát triển mạnh mẽ cái mạng lưới ở cái độ bao phủ rộng rãi thị trường, thì người ta sẽ chọn một số những cái điểm bán trọng điểm thôi, đúng không? Để người ta xây dựng thương hiệu và cái sự nhận biết, sau đó rồi thì người ta mới bắt đầu mở rộng dần dần ra. Ví dụ các bạn mua mỗi lần một ít thôi, đầu tiên các bạn mua 10.000, sau mỗi ngày mua thêm 1.000 nữa, chứ các bạn không có đủ tiền để mà các bạn bỏ ra 100.000 các bạn mua một đống ngay lần đầu tiên. Rồi chúng ta cũng phải quan tâm tới những cái điều kiện khác, ví dụ như là về cơ sở vật chất này, về vận chuyển này, ví dụ như là vận chuyển rất thuận tiện chẳng hạn thì chúng ta có thể là bán trực tiếp. Nhưng vận chuyển khó khăn quá, bắt buộc là chúng ta phải đặt một cái kho hoặc là một sử dụng một cái trung gian tại một cái địa bàn nào đó để mà chúng ta có hàng ở đó, trong trường hợp mà chúng ta không có vận chuyển kịp. Rồi là phải quan tâm tới đối thủ cạnh tranh ha, và cái gọi là cái nhu cầu khách hàng muốn mua đâu, mua với hình thức như thế nào để mà chúng ta thiết kế kênh phù hợp. Nhưng bây giờ người ta không thích đi mua sắm ở siêu thị, nên chỉ thích đi chợ thôi, thì rõ ràng chúng ta phải bán hàng ở chợ. Còn ngược lại, người ta không thích đi mua những cái điểm truyền thống, người ta chỉ thích đi siêu thị thôi, thì bắt buộc chúng ta phải thiết kế một cái kênh là có cái sự tham gia của thị trường hiện đại vào ha. Rồi là chúng ta cũng phụ thuộc vào các đối tác nữa.
Bây giờ các bạn muốn là bán ở thị trường hiện đại nhưng mà cái khu vực đó nó không có siêu thị thì làm sao? Đúng không? Rồi trong cái khu vực đó rất là ít hàng quán. Đó là những cái đối tác của mình đó. Thì mình cũng bị ảnh hưởng, bị hạn chế bởi cái việc là làm thế nào để tăng cái độ bao phủ. Do đó là rất là nhiều các cái yếu tố mà chúng ta cần phải phải quan tâm tới. Đồng thời khi mà chúng ta thiết lập cái mạng lưới bán hàng thì chúng ta cũng nên quan tâm tới cái việc là tối ưu hóa ha, tối ưu hóa về vần cái những cái dòng vận động ở trong bán hàng, tức là những cái dòng lưu chuyển ở trong bán hàng. Ví dụ như là chúng ta phải tối ưu về cái dòng vận động vật chất của sản phẩm, tức là lưu chuyển về sản phẩm á. Thì cái dòng lưu chuyển vật chất của sản phẩm này nó khác cái dòng sở hữu, một cái là nó đầy đủ và nó full, tức là hàng hóa xuất kho nó sẽ qua các giai đoạn nào, nó xuất kho đúng không, nó phải đi đường biển trên một cái con tàu, nó cập cảng, nó nằm ở cảng đó 2 ngày sau nó mới được lên bờ, nó lên bờ xong nó được vận chuyển bằng đường tàu, tức là đường tàu hỏa ha, nó vận chuyển tới công ty nhập khẩu, tại kho công ty nhập khẩu nó tiếp tục vận chuyển đường bộ đúng không ạ, vận chuyển đường bộ lên tới đâu đó, xong rồi lại phải đi qua một con sông bỏ hàng nó lên cái phà hoặc là chiếc tàu vậy đó. Tức là các bạn hình dung là mình phải hiểu được cái dòng lưu chuyển sản phẩm này nè, nó qua bao nhiêu giai đoạn để chúng ta kiểm soát được thời gian đúng không, thời gian phân phối từ một điểm này tới một điểm khác, từ một điểm sở hữu này tới một điểm sở hữu khác, đồng thời phải xác định thành phần nào tham gia vào trong cái quá trình lưu chuyển này và chúng ta kiểm soát những người tham gia vào đó. Ủa thì các bạn cũng phải biết là ai là người vận chuyển đường thủy, ai là người vận chuyển đường bộ, lỡ hàng hóa của mình tới ngày hôm nay không thấy đâu hết thì cũng phải biết nó nằm ở đâu chứ đúng không, đang nằm ở ở sở hữu là nhà phân phối hay nó đang di chuyển trên đường, mà đường nó là đường nào, do ai tham gia vào, để chúng ta kiểm soát những cái này. Nhưng mà hàng nó nằm trên container, hàng nằm trên xe không phải là của chủ xe hoặc là chủ cái container đó đúng không, đó không phải là cái dòng sở hữu. Còn cái dòng sở hữu là những cái người tham gia vào trong việc sở hữu sản phẩm, ví dụ như là công ty, ví dụ như là nhà bán sỉ, ví dụ nhà bán lẻ, ví dụ như nhà phân phối, ví dụ như là khách hàng, đó là những người sở hữu. Thì chúng ta phải xác định cái dòng sở hữu để xem thử là ai sẽ tham gia vào, tức là qua bao nhiêu cấp á, mà chúng ta phải hiểu và phân biệt được cái sự khác nhau này ha. Thì cái dòng lưu chuyển về về vật chất sản phẩm á, thì chúng ta còn phải lưu ý tới việc là gì các bạn, vận tải kho bãi nữa, ví dụ như vận tải tới đó nhưng mà nó phải đợi đúng không, vận tải tới cảng rồi nhưng mà phải đợi tàu, vậy thì cái kho bãi đó chúng ta phải lo về cái vấn đề đó nữa đúng không. Vậy thì chúng ta phải tổ chức một cái mạng lưới, tức là một cái mạng lưới bán hàng như thế nào đó, về phân phối như thế nào đó để mà tối ưu được cái việc là đảm bảo cái việc lưu thông thông suốt, giảm cái nguy cơ là bị gián đoạn, rồi là giảm cái chi phí vận chuyển, giảm chi phí lưu kho, rồi là chúng ta cũng phải quan tâm tới cái độ an toàn đúng không, cái độ an toàn khi mà chúng ta sử dụng những cái trung gian tham gia vào. Còn những cái dòng còn lại ví dụ như dòng thanh toán và sở hữu đó thì thường thường đi song song với nhau, mình đưa hàng cho khách hàng, thay đổi một cái người sở hữu thì mình sẽ nhận lại một cái gì đó đúng không ạ, nhận lại tiền hoặc là đưa cho họ hóa đơn, rồi chúng ta cũng phải xem thử là ai tham gia vào cái quá trình cái dòng thanh toán này, ví dụ như là thanh toán đưa tiền mặt cho các bạn là trực tiếp nhưng mà thanh toán qua ngân hàng đúng không, thì là nó có một cái sự tham gia của trung gian rồi. Rồi mình phải kiểm soát những cái yếu tố những cái người đó. Rồi một cái dòng quan trọng nữa là dòng thông tin xúc tiến bán hàng, thông tin thì 2 chiều phản hồi, ví dụ như là thông tin về marketing, thông tin về giá cả, về sản phẩm, về dịch vụ vân vân từ công ty gửi cho khách hàng, và chúng ta cũng phải thu ngược cái thông tin đó lại à, thì để mà cái dòng thông tin của mình nó đi một cách hiệu quả thì chúng ta phải xúc tiến và thúc đẩy nó thông qua việc quản lý tốt cái lực lượng bán hàng của mình, là phải bám sát từng cái khu vực, từng thị trường, từng khách hàng, thì chúng ta sẽ nhận được, tức là chúng ta sẽ truyền đi được thông tin về thương mại tốt và nhận lại được những cái phản hồi một cách hiệu quả ha. Tuy nhiên song song với cái việc mà chúng ta giám sát như vậy, chặt chẽ như vậy và triển khai như vậy thì một phần nào đó chi phí bán hàng nó sẽ gia tăng.
Tuy nhiên là nếu như doanh nghiệp nào mà chấp nhận cái điều này thì chúng ta cũng phải phải chấp nhận thôi ha. Thì ở đây cô muốn nói cho các bạn một cái khái niệm ở trong cái tổ chức hệ thống điểm và tuyến bán hàng, điểm và tuyến bán hàng. Thì cái phần nội dung này thật ra là nói ở chương quản lý lực lượng bán hàng, trong cái nội dung mà chúng ta lên cái router cho nhân viên đi bán hàng đó cũng được, hoặc là nói ở đây cũng được. Thì hôm bữa cô chưa nói thì ở đây cô sẽ nói. Thì các bạn phải hiểu cái điểm bán hàng hay còn gọi là point ha, thì đó là những cái nơi mà chúng ta xác nhận có bày bán sản phẩm của doanh nghiệp ha. Và điểm bán hàng là cái thành phần cấu tạo nên cái mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp. Tức là nhiều cái điểm bán hàng như vậy sẽ tạo thành một cái mạng lưới, đúng không? Còn cái tuyến bán hàng hay còn gọi là line thì được hiểu là tập hợp các điểm bán hàng nhất trong một cái phạm vi địa lý thôi, đúng không ạ? Trong một cái phạm vi địa lý. Như vậy thì ở đây thật ra các bạn phải nắm được ba cái khái niệm. Điểm bán hàng là nơi có bán cái sản phẩm của mình, tập hợp tất cả các điểm bán hàng lại, không phân biệt nó ở khu vực địa lý nào, thì gọi là mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp. Nhưng cái tuyến bán hàng, cái line á, thì nó sẽ tập hợp các điểm bán hàng trong một khu vực địa lý thôi. À, thì ở trong một khu vực, một cái tuyến bán hàng như vậy sẽ được quản lý bởi một người quản lý bán hàng, ví dụ như là sub, đúng không ạ? Rồi nhiều cái tuyến bán hàng như vậy đó sẽ được quản lý bởi giám đốc vùng đó. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ chia nhỏ ra như vậy. Thì cái mục đích của việc mà chúng ta phân cái tuyến bán hàng, phân cái line này đó, thì giúp cho cái người quản lý ít gặp khó khăn hơn trong công tác phân chia công việc, quyền hạn, trách nhiệm đối với cái lực lượng bán hàng của mình, cũng như là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí và quản lý một cách hiệu quả hơn trong cái quá trình quản lý kinh doanh và lực lượng bán hàng của mình. À, thì cái việc mà chúng ta định cái tuyến bán hàng như thế nào, vẽ cái router, vẽ cái line như thế nào đó, thì nó phụ thuộc vào cái việc quan sát cái đặc điểm thị trường ở đó. À, chọn bao nhiêu cái điểm bán hàng vào trong một cái tuyến, không phải mình chọn đại, không phải là lên danh sách xong rồi sọt lên Excel sọt đại ra, không phải. Các bạn phải gom nó lại trong khu vực địa lý, đúng không ạ? Và khu vực địa lý nó kết hợp với lại tuyến đường, bởi vì nếu như trong một khu vực địa lý nhưng những cái tuyến đường nó ngược nhau, tức là phải chạy ngược, chạy xuôi, chạy chạy hình tam giác, chạy hình ngôi sao, chạy vòng vòng thì mới ra được cái điểm thứ hai, thì rất là tốn kém thời gian và chi phí khi mà chúng ta đi tiếp xúc bán hàng. Do đó là chúng ta phải định cái line này đó, nó dựa trên cái thực tế, cái tuyến đường nó như thế nào. Chúng ta có thể gom những cái điểm bán hàng, gom những cái bon lại ở trên những cái tuyến đường mà nó thuận tiện cho nhân viên đi, thuận tiện ở đây để tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian. À, rồi là khó có thể bỏ sót điểm bán, tại vì nếu như mà các bạn thiết kế một cái tuyến bán hàng mà nó rối tung á, thì nhân viên của mình họ cũng biết điểm nào đi, điểm nào chưa nữa, ví dụ như vậy, thì rất là khó kiểm soát ha. Thì thật ra khi mà chúng ta chọn cái điểm bán hàng á, thì chúng ta cần phải chọn đúng cái điểm, đúng không ạ? Đúng cái điểm bán của mình. Ủa, tại sao hàng ở điểm bán này bán rất là chạy nhưng mà điểm này bán không chạy, mặc dù cửa hàng bên này cũng rất là đẹp? Bởi vì á là có một cái câu nói, người ta nói là gì, muốn bán hàng thành công á thì chúng ta phải chú ý tới cái địa điểm, và cái địa điểm đó khách hàng có thích không, có thuận tiện cho khách hàng không. Cô lấy ví dụ như là những cái cửa hàng mà ở đường một chiều chẳng hạn, thì đó là một cái nhược điểm rồi. Đường một chiều thì cái lượng khách hàng lưu thông qua lại, xe đi qua đi lại nó cũng sẽ ít hơn đường hai chiều. Cái thứ hai nữa là lỡ như các bạn chạy lố, ok, các bạn quên lại được không, thôi lỗ rồi thôi, quên lại mất công mua tí xíu bị công an nó phạt, đúng không các bạn? Cho nên là rất là khó làm ăn. Rồi ví dụ như cửa hàng của các bạn nằm ngay cái cục bùng binh đó, và nó kẹt xe mít thôi, tới giờ cao điểm là kẹt xe và kẹt cỡ đó, ai ghé vô cửa hàng các bạn ngồi trong đó nữa, đúng không? Cho nó là chúng ta phải xem xét cái địa điểm, cái vị trí nó có phù hợp với cái ngành nghề kinh doanh của mình không, rồi là ở cái nơi đó có tập trung cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình nhiều hay là không, đúng không? Khách hàng ở đâu, họ muốn mua ở đâu, đúng không? Rồi là những cái
cái danh mục sản phẩm, số lượng sản phẩm cần phải xác định để chúng ta phân phối hàng tới cái nơi mà đúng nơi nữa. Ví dụ như là chúng ta kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng mà cái cửa hàng mà bán gần trường học quá thì thường là học sinh, sinh viên, học sinh hoặc là những cái học sinh tiểu học cấp 2, cấp 3 rồi đó, thì tụi nó hay mua cái gì? Kẹo mút nè, rồi nước ngọt nè, rồi những cái bánh snack hoặc là những cái bánh kẹo gì gì đó nhỏ 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 tụi nó hay mua, đúng không? Nhưng mà ví dụ như là ở những cái khu vực mà trung tâm, hoặc là cái đối tượng khách hàng là nhân viên văn phòng, hoặc là những người lớn tuổi ở những cái khu vực công nhân chẳng hạn, thì rõ ràng họ không có muốn mua những cái mặt hàng đó. Thì chúng ta phải hiểu được cái thị hiếu của người tiêu dùng để chúng ta phân phối cái hàng tới những cái point nó hợp lý ha. Rồi khi mà chúng ta thiết kế cái mạng lưới bán hàng thì chúng ta cũng phải lưu ý về cái việc là chọn cái trung gian nào họ tham gia vào. Thì cái trung gian đó nó cũng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố để chúng ta chọn. Ví dụ như là điều kiện về kinh doanh, điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, vị trí, đúng không ạ? Rồi là những cái điểm, những cái trung gian đó họ có thu hút được khách hàng mục tiêu của mình hay là không. Rồi là khi mà mình thì có làm ảnh hưởng tới cái chi phí bán hàng của doanh nghiệp hay không thì chúng ta cũng phải lưu ý ha. Thì một số công ty người ta lựa chọn, sau đó người ta phân loại các cái điểm bán hàng thành các cái loại khác nhau, thì là những cái điểm bán hàng mà các cái doanh nghiệp người ta thường chọn thường là những cái cửa hàng, những cửa hàng bán lẻ này, rồi là những cái đại lý này, những cái hộ kinh doanh này, những cửa hàng ở chợ, các cái siêu thị hoặc trung tâm thương mại. Như là mình bắt họ phải nhập nguyên nhiên vật liệu từ tổng công ty về để đảm bảo được chất lượng hay đại khái. Rồi như vậy là chúng ta đã nói tới cái chiều dài ha, và cái chiều rộng, ở cái chiều dài và các thành phần ở trong kênh phân phối rồi. Cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ quan tâm tới việc là cái chính sách của chúng ta đó sẽ là phân phối độc quyền, phân phối rộng rãi hay là phân phối chọn lọc. Và cái này người ta gọi là độ bao phủ thị trường đó các bạn. Nói nôm na là độ bao phủ thị trường. Thì cái độ bao phủ thị trường rộng rãi có nghĩa là chúng ta sẽ khai thác tất cả các cái điểm trung gian để đưa sản phẩm tới với hầu hết người tiêu dùng, tức là chúng ta có thể là lựa chọn bán sản phẩm vào hầu hết tất cả các cửa hàng có kinh doanh mặt hàng đó ở trên thị trường. Thì hầu hết tất cả những cái sản phẩm tiêu dùng đều áp dụng chính sách này, và chính sách này rất là hiệu quả cho cái sản phẩm tiêu dùng. Còn chính sách phân phối chọn lọc thì không phải là cửa hàng nào mình cũng bán, mà mình phải chọn lọc. Ví dụ như bây giờ các bạn sản xuất ra một cái điện thoại di động, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ chọn phân phối chọn lọc, tức là các bạn làm việc và bán liên kết với những cái đại lý nó đạt một số những cái tiêu chuẩn nào đó. Và tuy nhiên những cái đại lý nhà phân phối này nó không phải là độc quyền trong cái vùng đó, có thể là các bạn bán ở là Thế Giới Di Động, các bạn cũng có thể bán ở FPT, các bạn cũng có thể bán ở một số những cái cửa hàng bán điện thoại di động mà lớn nữa, ở thành phố Đà Lạt nữa, đúng không ạ? Chính sách này thì thường là phù hợp với những cái sản phẩm đòi hỏi cái dịch vụ sau khi bán, đòi hỏi dịch vụ sau khi bán, và đảm bảo cái uy tín về thương hiệu của mình, chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp này. Còn phân phối độc quyền á, thì sản phẩm của doanh nghiệp chúng ta sẽ được độc quyền phân phối tại một khu vực địa lý nhất định nào đó. Rồi chúng ta để mà phân phối độc quyền này á, thì chúng ta cũng xây dựng những cái tiêu chí để mà lựa chọn nhà phân phối độc quyền. Rồi là chúng ta cũng thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Mà thường thì chúng ta sẽ áp dụng cho những cái sản phẩm cao cấp có thương hiệu mạnh, thì chúng ta sẽ sử dụng độc quyền. Bởi vì cái chi phí khi mà chúng ta sử dụng cái chính sách phân phối độc quyền nó sẽ cao hơn so với hai cái phương pháp còn lại. Đó là chế độ bao phủ thị trường. Vậy thì ở đây để thiết kế một cái kênh phân phối thì các bạn phải quan tâm tới ba yếu tố. Thứ nhất là độ dài, thứ hai là các thành phần tham gia vào, và cái thứ ba nữa là cái độ bao phủ, tức là cái số lượng của mỗi thành phần ở một cấp trung gian là bao nhiêu, đúng không? Và dựa trên ba cái yếu tố đó chúng ta phát thảo sơ khởi ra được
cái mạng, cái gọi là cái kênh phân phối, rồi chúng ta xây dựng chính sách cho từng cái mục như vậy, nó sẽ ra được một cái lựa chọn thôi. Chúng ta lựa chọn như những nãy giờ cô nói với các bạn thì nó sẽ hình thành được một cái kênh phân phối, một cái mạng lưới ở một cái khu vực nào đó. À, thì để ứng dụng được thì thật ra là chúng ta phải đi làm, và chúng ta phải có một cái công ty cụ thể, có thị trường cụ thể thì chúng ta mới có thể thiết lập được. Còn trên lý thuyết thì các bạn nắm được những vấn đề đó là được rồi ha. Còn một số các cái vấn đề nữa liên quan đến quản lý kênh phân phối, ví dụ như là các bạn thiết lập những chính sách về nhà phân phối, chính sách về tín dụng này, rồi là tính, rồi là quyền và nghĩa vụ của hai bên này, rồi quản lý những cái mâu thuẫn ha, rồi là các bạn có thể là quản cái phương cách các bạn quản lý lãnh thổ ở khi mà các bạn quản lý nhà phân phối, rồi là các bạn giải quyết cái vấn đề về quản lý tồn kho cũng như là dự báo bán hàng và quản lý nhân viên bán hàng ở trên kênh. Thì cái phần đó cô nghĩ là chúng ta còn một buổi ngày mai nữa ha. Thì buổi ngày mai trước khi mà các bạn làm bài á, thì cô sẽ nói luôn cái phần đó cho các bạn rồi các bạn làm bài. Bởi vì là hôm nay chúng ta nghỉ sớm, bởi vì là cô mới đi chích vaccine về các bạn, cho nên là người nó cũng hơi mệt á, cho nên là chúng ta nghỉ sớm ở đây ha các bạn ha. Chiều mai là cái buổi kết thúc thì nói lớp đi học đầy đủ nha. Rồi cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Bây giờ cô sẽ ra, cô tạo một cái mục điểm danh để các bạn điểm danh nha. Cô thấy hiện tại là người ta đang tiêm vaccine rất là rộng rãi, không biết là đợt trước trường mình có thông báo về cái